Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Việt Nam phát động tuần lễ quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 cho đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng trong phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là đối với giới trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng, hai năm 2019-2020, bệnh viện tiếp nhận gần 15.000 lượt. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, có hơn 3.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp. Trong quá trình công tác ở bệnh viện thì tôi nhận thấy là những đối tượng mà tới khám mà có hút thuốc lá thì các triệu chứng của bệnh lý so với những người không hút thuốc lá thường là nặng hơn, trầm trọng hơn và quá trình điều trị nó còn khó khăn hơn trong việc kiểm soát các triệu chứng và điều trị duy trì về sau. Bên cạnh đó thì những người hút thuốc lá ngoài cái bệnh lý về hô hấp mãn tính thì thường cũng kèm theo những số bệnh lý khác đi kèm theo như là bệnh về tim mạch như tăng huyết áp nè, sơ vữa mạch máu nè, bệnh mạch vành và đột quỵ, thường nhiều bệnh nền nó phức tạp hơn.